máy đắp bờ cơ khí tính số 9, địa chỉ Vĩnh An, Châu Thành, An Giang. Số điện thoại 0963 764 552. Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số điện thoại này, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Máy đắp bờ cơ khí tính số 9 hiện tại đã giao ra cho anh Đại. Ở thôn 5, xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Đỡ bờ luôn hả? Đỡ bờ cho ngay luôn hả? Đây là chiếc Shibuga Q52 của Đại. Đây là Đại. Ok rồi đó. Ok, chạy đây vậy là ok đó hả? Không có chưa gì hết, kêu đắp đẩy tới mẫu rồi kìa. vậy là chịu rồi đó hả? Chịu rồi hả? Qua đây luôn, qua đây luôn. Cháu quá cháu rồi. Đất này là xới 2 tát rồi các bạn. Xình rất nhiều rồi. Đi lúng xuống cỡ 2 tát á. Chạy ra hơi lớn. Kêu anh lên, anh lên thêm số chạy nữa, chạy ra nhích gần đi thôi. Ê. Xem số chạy nữa. Rồi nhanh tới á. Bây giờ chạy số nặng được nữa nhưng mà ra nhỏ lại. Không, anh đi số lớn lên ra nhỏ lại. Thêm số chạy nữa ra nhỏ lại. Cho nó đẹp. Biết sao đi lẹ nó không? Tại đất này nó nát sẵn rồi. Mình đi lẹ tới nó cho nước luôn, đừng lấy đất lên nó nát quá. Nát quá không đẹp.